Hoàng xin chào quý anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn nha. Hôm nay Hoàng có một cái vị trí ngôi nhà mức giá phải nói là cực kỳ rẻ luôn quý anh chị. Nhà mình kết cấu là một trệt ba lầu ha. Nhà mình thuộc một sẹt của đường Mã Lò, thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, giáp ranh với lại khu Tinh Lửa, gần ngay chỗ chợ Cây Gia Xà, chợ Bình Trị Đông cũ, rồi hướng ra quận 6 rất là gần nha quý anh chị. Đó, giáp ranh với lại quận 6 luôn, rất là thuận tiện ha. Từ vị trí ngôi nhà mình ra tới vị trí mặt tiền đường của đường Mã Lò khoảng cỡ chừng là mười mấy mét thôi cô chú chị. Đó, ra tới mặt tiền đường rồi. Nhà mình thì gần ngay chỗ góc ngã tư giữa Mã Lò giao với lại cái tỉnh Lộ 10, nên sẽ là giáp ranh với lại khu Tinh Lửa ha, rồi gần quận 6 luôn, gần chợ Cây A Xà, chợ Bình Trị Đông cũ ha, rất là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển về các quận trung tâm. Và mức giá mà Nguyễn Hoàng nói ra thì cô chú chị mình khá là bất ngờ nha, phải nói mức giá cực kỳ rẻ luôn, 760 triệu. 760 triệu giá này còn bớt cho cô chú chị mình nữa. Kết cấu một trệt ba lầu nha cô chú chị ha, có tổng cộng là 3 phòng ngủ nha cô chú chị. Mà nói là nếu cô chú chị nào có tài chính dưới 1 tỷ thì đừng nên bỏ qua căn này. Đường trước nhà mình là hẻm xe hơi, xe hơi cô chú chị mình đi vô nhà mình được luôn. Và đường nhà mình là hẻm thông, thông từ vị trí một sẹt của đường Mã Lò thông ra đường chiến lược, mặt tiền đường đường chiến lược, và thông ra mặt tiền đường của đường tỉnh Lộ 10 và thông ra bên chợ Bình Trị Đông cũ luôn. Đó, rất là thuận tiện ha. Và nhà là nhà mới hoàn toàn nha quý chú chị, nhà mới hoàn toàn, phải nói là nội thất phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Thì bây giờ cùng mời cô chú chị mình tham quan cái vị trí đường đi, và sau đó thì Hoàng sẽ quay ở bên trong nhà cho cô chú chị mình xem. Mức giá 760 triệu của Hoàng xin nhắc lại là 760 triệu. Giờ cùng mời cô chú chị mình tham quan nha. Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Thì hôm nay Hoàng đang có mặt tại góc ngã ba giữa đường tỉnh Lộ 10 giao với lại cái đường Mã Lò nè cô chú anh chị. Hôm nay Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở con hẻm một sẹt của đường Mã Lò ha. Đây góc này là góc ngã ba nha cô chú anh chị, ngã ba đường Mã Lò giao với lại cái đường tỉnh Lộ 10. Hướng này thì mình đi về quận 6 nè, về chợ Bà Hôm, về chợ Cây Gia Xà, rồi hướng về bên vòng xoay Phú Lâm, chợ Phú Lâm nha cô chú anh chị ha. Còn nếu cô chú anh chị mình đi lên một tí nữa mình sẽ gặp ngay cái chợ, đó là chợ Bình Trị Đông nha cô chú anh chị, chợ Bình Trị Đông cũ ha. Cái chợ Bình Trị Đông cũ hiện tại đang đối diện cái chợ là hiện tại là đang đập phá ở bên đó, là hiện tại đang chuẩn bị mở một cái con đường thông ra bên khu Tinh Lửa luôn nha cô chú anh chị. Bên này là thuộc phường Bình Trị Đông B ha, bên tay phải của Nguyễn Hoàng đây là thuộc phường Bình Trị Đông B, còn bên tay trái là thuộc phường Bình Trị Đông A ha. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng sẽ đứng ở đây để review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà với mức giá 760 triệu nha. Nguyễn Hoàng xin nhắc lại là mức giá 760 triệu nha cô chú anh chị. Nhà mình kết cấu một trệt ba lầu cô chú anh chị nha. Đó, hiện tại ở đây là góc ngã ba nè cô chú anh chị. Đó, vị trí ở đây lưu lượng xe qua lại cực kỳ đông luôn. Cái hướng ngược lại này nè là cái đường Lê Đình Cẩn, rồi mình đi xuống một tí nữa là mình sẽ gặp cái đường Tinh Lửa cô chú anh chị nha. Ở đây thì nó có cái FPT nè, cái xe phone nè cô chú anh chị. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ chạy vô vị trí ngôi nhà để cho cô chú anh chị mình xem nha. Nhà mình thuộc một sẹt của đường Mã Lò, từ vị trí nhà mình mà ra tới góc ngã ba này rất là gần luôn, khoảng cỡ chừng là 100m thôi cô chú anh chị. Rồi để Hoàng sẽ chạy qua cho cô chú anh chị mình xem nha. Ngay chỗ cái con cưng này của chú anh chị là trục đường Mã Lò đây. Đây vị trí này là trục đường Mã Lò. Hướng này mình đi thẳng xuống một tí nữa thôi là nó sẽ có một cái con hẻm ở bên tay trái nha. Hẻm này cũng là hẻm thông nè, hẻm này đi vô vị trí của nhà mình được luôn nha. Và nhà mình đường cái là nhà hẻm thông, thông từ vị trí một sẹt đường Mã Lò thông ra đường chiến lược và thông ra đường tỉnh Lộ 10, đường Bình Trị Đông luôn, thông tứ tung luôn cô chú anh chị. Và đặc biệt là vị trí của nhà mình nó là hẻm xe hơi, mình vào đến tận bên trong nhà của mình cũng được luôn nha. Đây vị trí con hẻm này mình đi vô nè, đầu đường là cửa hàng phụ tùng nè, 68 nè ha, có cái đại lý gạo nè. Đó, đối diện mình nó có cái con hẻm đó thì mình đi ra được đường Lê Đình Cẩn luôn nha cô chú anh chị. Đó thì vị trí của nhà của mình là sẽ nằm ở bên trong này.
Nhà mình thì hiện tại là đang thuộc hàng 66 sạc căn mình là sau lưng cái căn này ha. Đó, 66 sạc. Đó, 66 sạc 2A nè, căn mình căn này. Đó, 66 sạc 2A. Đó, từ đây ra mặt tiền rất gần ha. Khoảng có chừng là mười mấy mét thôi là mình ra tới mặt tiền. Hẻm này hẻm thông nè. Này thì đi thông ra bên chiến lược nè. Thông ra Lê Đình Cỡ, thêm thông ra Bình Trị Đông ha. Rồi giờ cũng Hoàng sẽ review vào bên trong nhà cho cô chú anh chị mình xem nha. Trước mặt cô chú anh chị mình đó là vị trí mặt tiền đường của đường Mã Lò nè. Đây là vị trí mặt tiền đường nè cô chú anh chị. Ở thì mình chỉ cần đi vài bước chân là mình ra tới vị trí mặt tiền đường rồi ha. Ở đây cô chú anh chị mình rẽ trái là mình đi về bên ngã ba tỉnh lộ 10 giao với lại cái đường Mã Lò. Còn rẽ phải thì mình đi về bên hướng về bên chiến lược nối dài nè, rồi hướng về bên bệnh viện quận Bình Tân nha. Ở thì từ đây mình đi ra là ra tới góc ngã tư giữa đường Hương Lộ 2 giao với lại cái đường Mã Lò ha. Còn mình rẽ trái thì mình đi về bên góc ngã ba giữa Mã Lò giao với lại tỉnh lộ 10 giáp ranh với lại khu tên lửa. Đó, khu giáp ranh nha cô chú anh chị. Đó thì vị trí mặt tiền đường của ngôi nhà của mình đây. Đó, mặt tiền đường ở đây ha. Đó, nhà mình là thuộc một sẹt. Ở cái con hẻm này thì nó có cái độ rộng nha cô chú anh chị. Ở khu vực ở đây á, thì hiện tại là đang rộng khoảng cỡ chừng là 5m đến 5-6m nè. Khu vực ở đây có một cái đoạn ở đây thì nó hơi nhỏ thôi ha. Đoạn này thì khoảng cỡ chừng là 3m rưỡi đến 4m. Vô ở trước nhà của mình á, thì nó rộng khoảng cỡ chừng là 5m nha cô chú anh chị. Và nhà mình thì thuộc con hẻm thông. Từ đây cô chú anh chị mình đi thẳng luôn là mình sẽ ra mặt tiền đường đường chiến lược. Và nó sẽ đi thông ra bên đường tỉnh lộ 10 và chợ Bình Trị Đông cũ luôn. Đó, từ cái vị trí ngôi nhà này cô chú anh chị mình đi thông nha. Hẻm nhà mình là hẻm thông. Thì cái căn nhà mà Nguyễn Hoàng sắp review cho cô chú anh chị mình là cái căn nhà này ha. Căn nhà mình thì sau lưng cái căn này. Sau lưng cái căn này. Đó thì đó, bước vài bước chân là ra tới mặt tiền đường rồi. Sau lưng cô chú anh chị ha. Đó, nhà một trệt nè, một lầu nè, lầu 2 nè, lầu 3 nè ha. Lầu 2, lầu 3 thì chủ sẽ là xài là cửa nhôm sinh pha nha, có khung bảo vệ inox 304 nha cô chú anh chị. Còn lầu 1 của ngôi nhà mình á thì chủ sẽ là xài cửa sắt nha. Cửa sắt để an toàn hơn nha cô chú anh chị, tại vì cái lầu 1 nó gần với lại cái mặt đường quá cô chú anh chị nha. Gần với mặt tiền đường quá thì nó sẽ nguy hiểm ha, nên chủ người ta thiết kế là cửa sắt nha. Đó thì hẻm trước nhà này cô chú anh chị mình đi xe hơi vào được nha. Đó, chủ rất là tinh tế, đó, có thiết kế sẵn cho cô chú anh chị mình một cái khu vực này nè để mình treo đồ nè. Ở khu vực này mình dựng lên ha. Mình dựng lên là treo đồ nha cô chú anh chị. Khu vực cái này nè. Đây, dựng đây là làm được cái sào phơi đồ nè. Đó, sào phơi đồ ở kế bên luôn ha, bên hông của cái mặt đường nè cô chú anh chị. Với lại khung sắt cũng có thiết kế sẵn luôn để cô chú anh chị mình lên xe ha. Khung sắt ở đây để mình để ở đây là mình đi lên xe nè. Đó, chủ thiết kế sẵn hết rồi ha. Cái bề mặt sơn này là sơn chống thấm nha cô chú anh chị. Toàn bộ chủ thiết kế là sơn chống thấm hết ha. Một thùng vậy là 2 triệu mấy á cô chú anh chị. Rồi có đồng hồ điện nè, đồng hồ điện khu vực ở đây nè. Rồi cái này là cửa ha, cửa lầu 1 nè, cửa sổ lầu 1 có cái mái che nè, mái che nè ha. Ở bên trên thì cũng có nè cô chú anh chị. Nói chung là đầy đủ hết. Và mỗi cái ô cửa sổ này đều có khung bảo vệ hết nha. Đó, khung bảo vệ có đầy đủ hết ha. Nói chung là nhà mình bước vài bước chân thôi là ra tới mặt tiền đường rồi. Ở đây mình có xe hơi, mình có thể đi xe hơi vào được luôn ha, rất là tiện. Hướng này thì hẻm thông. Đó thì cái vị trí trước nhà của mình đây. Đó, trước nhà của mình thì nó rộng nữa nè. Nó rộng khoảng cỡ chừng là 6 mét nha cô chú anh chị. Nó rộng khoảng cỡ chừng là 6 mét. Và hiện tại ngôi nhà mình đang có cái địa chỉ là 66 sạc 2A nè. Đường Mã Lò nè, thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha. Ở một trệt 3 lầu cô chú anh chị nha. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời và đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, và hiện tại thì có cái bậc nghỉ nè, cái bậc tân cấp nè. Đó, mình bước lên là mình vô tới vị trí ngôi nhà của mình. Vô bên trong nha.
Nhà thì cửa cái mặt tiền này á, hiện tại chủ xài lớp cửa hai cánh và cửa là cửa sắt nha, cửa sắt kính nên rất là chắc chắn luôn. Hiện tại là sơn với cái tông màu là màu xám. Rồi trước cái mặt tiền này thì cũng có ốp gạch nè, gạch bóng kiến nè của chú anh chị. Khu vực này là ốp gạch bóng kiến ha. Ở phía trước này cũng có hệ thống đèn đồ đầy đủ hết nè ha. Ở bên trong này thì chủ ốp gạch cao nha, ốp gạch cao full đụng trần luôn nha của chú anh chị, đụng trần hết. Khu vực bên này là khu vực bếp của ngôi nhà mình. Bếp thì sẽ có bề mặt và bằng đá mây bồ nè, đá mây bồ nè, rồi có khoét cái lỗ để của chú anh chị mình thiết kế mình để bếp ga, ở bình ga mình để dưới đây. Còn khu vực kế bên này là thiết kế để máy giặt nha, đó, cái đường ống mình để mình thiết kế máy giặt ở đây ha, rất là tiện nha. Khu vực này khu vực bếp của ngôi nhà mình. Ở nhà thì hiện tại là chủ xài là hệ thống đèn led 1 tiếp 2 hết, chứ không có xài đèn led âm trần nha của chú anh chị. Khu vực bên ta phải này thì xài bóng đèn led 1 tiếp 2 nè. Rồi có CB ở đây nè ha, CB tổng nè. Ở đồng hồ nước của nhà mình thì thiết kế ở đây, ở khu vực ở dưới này nha. Nhà mình thì bề ngang là 2m65. Chiều dài vô trong là 3m2. 3m2 nha cô chú chị. Kết cấu 1 trệt 3 lầu, có tổng cộng 3 phòng ngủ và một cái toilet nằm ở dưới trệt này nha. Khu vực này thì cô chú anh chị mình có thể rửa chén bát ở đây. Ở đường ống thì chủ cũng đã thiết kế sẵn hết rồi ha. Cầu thang thì hiện tại là chủ đang thiết kế là cầu thang sắt, nên chủ làm mấy cái bậc nghỉ nè. Bậc nghỉ này rất là thoải mái luôn. Cái mấy cái bảng này bảng bự nha cô chú anh chị. Bảng này khoảng cỡ chừng là 2 tấc nè. Ở 2 tấc nè cô chú anh chị. Đi lên rất là thoải mái luôn ha, rất là chắc chắn luôn, đã bắt vít đồ đầy đủ hết rồi. Đó, khu vực đây là khu vực toilet của ngôi nhà mình. Ở toilet thì chủ cũng có thiết kế nè, gương soi nè, móc máng treo đồ nè, rồi cái kệ để mình để những cái chẳng hạn như sữa tắm, dầu gội đầu đồ ha. Ở khu vực toilet của nhà mình, cửa này là xài là cửa nhôm sinh pha nha, cửa này cửa nhôm sinh pha, kính này kính đục nha cô chú anh chị. Ở vòi sen nè, cái này cô chú anh chị mình về thiết kế thêm cái vòi sen tắm ở đây nữa ha, rất là tiện luôn. Rồi để bây giờ Ngũ Hoàng đi lên khoảng không gian lẫn cho cô chú, khoảng không gian lầu 1 cho cô chú anh chị mình xem. Lầu 1 này thì chủ cũng có ngăn vách nhôm nha cô chú anh chị, ngăn vách nhôm ha, vách nhôm kính nha cô chú anh chị. Đây, khu vực này vách nhôm kính là mình đóng cửa lại nè. Đó, đóng cửa lại vách nhôm kính đây ha. Đó, đóng cửa lại là ra khoảng không gian là lầu 1 nè. Khu vực này lầu 1 làm thêm một phòng ở đây nữa. Ở phía trước là của chú anh chị mình là ô cửa sổ nè, có khung bảo vệ nè, có cửa sắt nè ha. Đây là hệ thống đèn led 1 tiếp 2. Nếu của chú anh chị nào về mình có thể gắn thêm một cái bóng đèn led ở bên đó nữa, hoặc là mình gắn quạt treo tường ở bên đó. Còn nếu mình gắn máy lạnh thì mình gắn ở bên đây. Đó, thiết kế ở đây luôn, sẵn đây, rất là tiện. Rồi cầu thang này thì lên trên lầu 2 nè. Ở các bạn đi rất là đẹp nha cô chú chị, các bạn đi này đi rất là thoải mái luôn. Và hiện tại đang sơn với cái tông màu là màu xám nè, màu này là màu xám nha cô chú chị. Ở nhà này là xong hoàn thiện hết toàn bộ rồi nha. Và nhà mình hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Lầu 3 của nhà mình thì nóng, chắc chắn là sẽ nóng, nhưng mà riêng lầu 2 này là sẽ không có nóng nha cô chú chị. Tại vì nhà mình á, kế bên nó sẽ có một cái nhà nữa, nên cái nhà đó sẽ che ánh nắng cho mình. Ở nhà ở trước mặt đó là sẽ hướng tây, còn nhà mình là sẽ hướng đông nha. Nên cái lầu 1 tầng trệt là sẽ không có nóng nha cô chú anh chị ha. Có lầu 2 thì mái tôn thì nó hơi nóng một tí. Thì nếu cô chú anh chị nào về mình có thể mình thiết kế thêm giấy bạc nữa. Đó, giấy bạc để cho nó đỡ nóng ha. Hoặc là mình sử dụng máy lạnh nha cô chú anh chị. Ở bên đây là ô cửa sổ nè, cửa nhôm sinh pha nè. Cửa nhôm sinh pha, cửa này hai cánh ha, hai cánh mở ra, rất là chắc chắn luôn. Rồi có khung bảo vệ inox 304 nè, cái khung này inox 304 nha cô chú anh chị. Đó, cực kỳ chắc chắn và an toàn luôn đó cô chú anh chị. Ở bên trên này thì chủ ốp gạch nè, trước mặt tiền bên đây thì ốp gạch nè ha, ốp gạch là hệ thống đèn led 1 tiếp 2 ở đây. Đó, có cái khung sắt ở đây nè, để mình đi nó rất an toàn nha. Đó, chủ thiết kế sẵn vậy để cho có con nít hay gì đó, thì mình đi nó vẫn an toàn nha cô chú anh chị. Ở mấy cái mâm nghỉ nè, mấy cái mâm nghỉ nè, đi thoải mái lắm. Bảng này bảng 20. Đó,
Đó, hiện tại Ngũ Hoàng đang đi lên là lầu 3 nè. Đó, lầu 3 của ngôi nhà của mình. Lầu 3 thì được cái là nó sẽ có một cái cửa sổ ở đây. Rồi một cái cửa sổ ở đây nữa, nên là hai cửa sổ, nên ở trên đây nó cũng thoáng chứ không đến nỗi mà nó nắng của chúng chị nha. Đó thì cái nhà kế bên của mình là nó sẽ cao hơn nè ha, nó cao bằng cái lầu 2 của nhà mình. Nên mình sẽ đỡ nắng được nha cô chú anh chị. Đỡ nắng được ha, đỡ nắng được một tí nha, đỡ nắng ở lầu 2. Lầu 2 ở nhà mình sẽ không có nắng. Nhưng mà lầu 3, riêng lầu 3 này sẽ có nắng nè, tại vì lầu 3 của nhà mình đó, phía sau này là hướng tây, đó sẽ nắng vào buổi chiều. Còn phía trước mặt thì hướng đông nên buổi chiều sẽ không nắng ha. Ngoài xin nhắc lại là ngôi nhà mình là ngang là 2m65, chiều dài là 3m2, kết cấu một trệt 3 lầu, có tổng cộng là 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Ở 3 phòng ngủ và một toilet nằm ở dưới trệt, ở nhà đang hướng đông. Thì pháp lý của ngôi nhà mình là mua bán là giấy tay. Ra văn phòng công chứng thừa phát lại mình lập vi bằng. Nhà mình có đồng hồ điện, đồng hồ nước của nhà nước, đóng theo hàng tháng của nhà nước nha. Rồi hợp đồng mua bán từ trước đến nay, từ chủ nào sang chủ nào là đều sẽ có hết. Đều sẽ có hết nha cô chú chị. Đó thì mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 760 triệu. 760 triệu giá này thì vẫn còn bớt nữa cô chú chị ha. Vẫn còn bớt cho cô chú chị mình nữa. Thì giờ cô chú anh chị mình cứ đi xem rất là nhiều căn đi, thì Ngũ Hoàng thấy cái căn này là hợp lý nha. Với mức giá mà dưới 1 tỷ mà nhà kết cấu một trệt 3 lầu mà 3 phòng ngủ á, cô chú anh chị mình kiếm rất là khó. Đó, nhà mình một sẹt của mã lò nữa, một sẹt mã lò mình đi vô đây, hẻm thông. Nhà mình là con hẻm thông nha cô chú anh chị. 760 triệu, nếu cô chú anh chị nào có quan tâm hoặc là có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Còn nếu cô chú anh chị nào mà mình có quan tâm á, thì mình có thể mình gọi Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem, ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Rồi, Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.